Hello anh em nhá. Thính câu lục trở lại đây. Nhìn thấy ở trong trong ngăn kéo còn 3 bộ lăng xê. 3 bộ này tồn tại 3 bộ này chắc là ở đây khoảng tầm 3 năm rồi. Đây. Mình chế cái mồi mới. Mồi này thì chỉ việc trộn với nước đánh thôi. Để thử giờ đi test xem tình hình nào anh em. Trộn với mỗi nước hồ thôi. Có 1 cân nhá, 1 cân mình nữa là 2. Đóng hàng anh em, đóng hàng, đóng hàng. Đấy, phải đóng hàng. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Trôi nó khoảng tầm 3 cân anh em nhé. Ok anh em, vẫn cứ vào việc nhé. Đây lăng xê này, lưỡi này, lưỡi bé tí này. Đó, cái đồ của mình nó vẫn siêu chuẩn anh em nhé. Lâu lắm rồi không câu, ngớ nghề. Cái anh em nhá, 7 phút. Rồi. Khả năng bung về sau ấy. Nó lôi cắm cần xuống. À vẫn còn.
này nó tầm trên 2 cân. Tiếp tục anh em nhé. Tiếp tục. Tiếp tục em trôi điên anh em nhé. Tiếp tục báo cái anh em nhé.
Tiếp tục trôi anh em nhá. Đây, tiếp tục trôi anh em nhá. Thôi, mang ít mồi quá, test thế đủ rồi anh em ạ. Đây, trôi này. Test thế đủ rồi. Hết mồi rồi anh em. Ok anh em nhá. Hẹn anh em ở các cái video sau. Đấy anh em thấy cái bộ lăng xê đánh có kinh khủng khiếp không? Đây, câu mớ cá ra này. Anh em nhìn lưỡi lủng này. Lưỡi nước này vẫn còn nguyên này, không ngoài cái nào luôn. Đấy, đồ xịn nó khác dạ. Ok anh em. Đây anh em này. Lưỡi câu, lưỡi củng các thứ y nguyên nhá. Con trôi đấy mà không ngoái một cái lưỡi nào luôn nhá. Quan trọng là do anh